chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục làm cá nhảy các bạn. Đây mình là băm cá để làm nhân chín luôn. Con cá này mình phải nhâm băm thật nghiến ra thì nó mới không có xương luôn. Mình tiến hành trộn này về cho cả nước măng chua thần thánh rồi bạn. Mình phải cho chua nhiều thì nó mới ngon. Thế đổ vào, thế là xong ạ. Mình hòa muối mì cho vát kia đầy đủ rồi nên là không cần phải cho thêm cái gì nữa, chỉ cần trộn là có thể ăn được rồi. Ôi tổ kê quá lậm đài xảy ra phá đây, nó chỏi nó xảy ra. Đây con cá mình sẽ làm cá nhảy bạn, con cá rô phi nhỏ mình đã đánh vó về từ mấy hôm trước rồi để nó thải ra những chất bẩn, nó thì nó đã thải ra sạch sẽ không có gì nữa trong bụng nó nên là mình không cần phải bỏ bịa hay cái gì ra, mình chỉ thế này đã ăn rồi bạn. Nếu mà mình thấy vì ăn luôn thì nó sẽ có sạn, không bỏ bịa nó ra thì ăn nó hơi khó tí hơn. Nên là mình thường thường là hay mang Bây giờ mình xin mời các bạn ăn cá nhảy cùng gia đình mình nhá. Đây cá nhảy thì nhảy tưng tưng luôn. Nhảy tưng tưng. Nhảy một phát luôn. Cái này cá nhảy. Anh em nhé, ăn cùng nhau. Bớt đây. Mời mọi người nhá. Căng quá. Nhảy quá nhờ. Để mày ăn nhờ. Cá nhảy nữa. Trời nắng. Mỗi khi trời nắng là có cá nhảy thôi. Có thêm quả đấy ạ. Ớt này. Ăn hai con mới đủ miếng. Có mật hay đắng thế nhỉ? Ôi, chúc này. Cảm phúc luôn.
Cá nhảy. Bé phải ấm mưa, ta phải ra bốn ạ. Mưa trùng nát. Thế. Vượt hết nhỉ. Ăn thêm sướng. Nó ngậy. Rau câu ăn. Cái đá cá sung. Cá sung này nó bị như thế này ăn mới ngon các bạn. To hay em chưa? Đừng mở mắt to đấy cái này. Cá đói cá này. Nhắm mắt bắn mở. Sạch mở mắt chứ. Đấy, bị dính rồi, đi trường này. Ừ, phải đi trường chưa? Thank you.
ơi. Được một bữa cơm gia đình rất là ngon các bạn. Bây giờ mình cũng xin được kết thúc video mình tại đây. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào các bạn.